Chiều ngày 3 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Vietinbank đã ký kết thỏa thuận hợp tác và đưa vào sử dụng cổng thanh toán trực tuyến thành phố Đà Nẵng. Tham dự lễ ký kết có ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Về phía Vietinbank có ông Lê Đức Thọ, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã phối hợp với Vietinbank hoàn thành xây dựng cổng thanh toán trực tuyến thành phố Đà Nẵng trên hệ thống thông tin điện tử chính quyền thành phố. Việc triển khai cổng thanh toán trực tuyến góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân. Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng tài khoản ngân hàng, thẻ hoặc tiền mặt để nộp phí, lệ phí, đồng thời có thể lựa chọn kênh giao dịch trực tiếp trên cổng thanh toán trực tuyến qua máy chấp nhận thẻ hoặc tại quầy giao dịch của ngân hàng. Với khả năng đáp ứng đa kênh giao dịch và phương thức thanh toán, giải pháp thanh toán dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí mọi lúc, mọi nơi, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, thông tin xử lý hồ sơ được cập nhật kịp thời. Để đảm bảo các giao dịch của khách hàng được thực hiện an toàn, thông suốt, Vietinbank đã phối hợp với các cơ quan quản lý áp dụng nhiều biện pháp xác thực khách hàng, bảo mật an ninh hệ thống và chuyển nhận dữ liệu. Giải pháp này góp phần nâng cao các chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số cải cách hành chính của thành phố và tích cực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến theo định hướng của chính phủ và ngân hàng nhà nước, góp phần thực hiện thành công đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ và chương trình cải cách hành chính quốc gia. Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Lê Đức Thọ cam kết sẽ dành nguồn lực tối đa, thực hiện với trách nhiệm cao nhất các nghĩa vụ để song hành cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại, an toàn và chất lượng trong các sản phẩm, dịch vụ. Có thể khẳng định rằng việc đưa cổng thanh toán trực tuyến vào sử dụng là một chủ trương rất thiết thực của thành phố nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thanh toán điện tử trong lĩnh vực hành chính công, hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp và bảo đảm sự công khai minh bạch trong các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước theo chủ trương của chính phủ và đặc biệt là góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng của chúng ta. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.